Xin chào mọi người, đây là cái chiếc kính Balenciaga, kính cận mọi người ha. Thì bên trong Balenciaga lúc nào nó cũng có một cái khăn, một cái bóc, và nó không có bóc giấy nha mọi người. Ở bên trong thì nó sẽ bọc được những cái bao ni lông rất là kỹ luôn. Thì cái kính này nó là dạng như là kính cận mọi người, thành ra các bạn để ý nè. Ở bên trong á, khi mà mình mở ra nó sẽ có cái chồng kính nó sẽ hơi chày mọi người ha. Cái này chủ yếu là khi mà các bạn mua về các bạn sẽ thay chồng, chứ không phải là nó là như vậy mọi người ha. Nhiều khi có nhiều người không biết thì họ sẽ nghĩ là lỗi, chứ thật ra là cái hãng nó sẽ làm như vậy mọi người nè. Nhiều khi để lâu hàng sale mọi người nó cũng sẽ bị như vậy, thành ra mọi người mua về chủ yếu em này làm kính cận sẽ ok. Bên hông nó sẽ có chữ Balenciaga rất là đẹp luôn mọi người ha. Cái em này thì unisex, và đặc biệt mình đã thích cái càng của nó là như vậy nè mọi người ha. Các bạn đóng lại nó sẽ có một cái khớp lại, nhìn nó sẽ che luôn cái phần kính đó mọi người, nhìn nó đẹp lắm. Và đây là made in Italia luôn mọi người ha. Cái đệm mũ của nó bằng nhựa mọi người ha, không phải là bằng cao su. Và cái size của em là size 53, 19 và 140. Em này thì hiện tại mình vẫn còn mọi người ha, cái size rất là đẹp và cái mẫu rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ thử lên cho các bạn xem nè. Đó, các bạn thấy không? Nam nữ mang đều ok nha mọi người. Đối với mình thì mình thấy là cái em này thì nam mang sẽ nhìn sẽ ngầu hơn. Còn nữ mang thì có một phong cách riêng của nữ, phong cách kiểu như là bụi bặm một xíu sẽ ok. Inbox mình đi, mình sẽ báo giá. Bye bye chào mọi người.